Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc cán bộ trực chốt kiểm soát y tế ngăn xe ngân hàng đi qua với lý do tiền không phải là hàng hóa thiết yếu. Sáng ngày 25 tháng 7, ông Bùi Ngọc Chiến, bí thư đoàn thanh niên thị trấn Khánh Hải đã lên tiếng nhận khuyết điểm. Ông Chiến cho biết bản thân đã có lời nói không chuẩn mực, gây hiểu lầm trong dư luận. Ông cũng giải thích thêm, tài xế lái xe này đã nhiều lần tỏ thái độ khó chịu khi nhân viên chốt kiểm soát yêu cầu xuống xe khai báo y tế. Từ chốt kiểm soát được lập, mỗi ngày xe này đi về 3-4 lần, tức 6 đến 8 lượt di chuyển qua chốt. Tuy nhiên, ông Bùi Ngọc Chiến cũng đính chính. Tôi không nói câu tiền không phải là mặt hàng thiết yếu. Ý tôi muốn nói, tiền là mặt hàng chưa cấp thiết đến mức mỗi ngày phải vận chuyển 3 đến 4 lần như vậy. Trưa ngày 25 tháng 7, trao đổi với báo chí, ông Trịnh Minh Hoàng, bí thư huyện ủy huyện Ninh Hải cho biết sự việc vừa rồi là một chuyện đáng tiếc của anh em trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Theo ông, trong quá trình chống dịch, cực khổ cộng với những áp lực luôn phải giải thích, phân bua nên đôi lúc trong giao tiếp, lực lượng thực thi đã có phát ngôn chưa đúng, chưa phù hợp. Bí thư huyện ủy huyện Ninh Hải bày tỏ, qua sự việc, huyện ủy, ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã chỉ đạo rà soát lại hết các chốt, chấn chỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu hơn để đảm bảo hoạt động kiểm soát đúng quy định, chuẩn hóa cả cách trao đổi, diễn đạt của cán bộ, tránh gây ra sự hiểu lầm như vụ việc xe chuyển tiền. Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương cùng với đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát công tác phòng chống dịch và lên phương án tổ chức trạm trung chuyển hàng hóa ở 3 chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh là chợ Hóc Môn, Bình Điền và chợ đầu mối Thủ Đức. Theo đó, việc tổ chức các điểm trung chuyển hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này là cấp thiết để đảm bảo chuỗi điều tiết và cung ứng hàng hóa cho thành phố và các tỉnh phía Nam. Trong buổi làm việc, đoàn công tác đặc biệt đã tiến hành khảo sát thực tế tại 3 điểm là chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Thủ Đức. Tại đây, đại diện các chợ đã có những báo cáo về tình hình thực tế tại chợ, cũng như các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức trạm trung chuyển hàng hóa trong thời gian tới. Theo đánh giá của tổ công tác đặc biệt, cả 3 điểm này đều đáp ứng các tiêu chí để thành lập điểm tập kết trung chuyển hàng hóa cho thành phố và các tỉnh thành lân cận. Lượng hàng nông sản mà chúng tôi nắm được ở 19 tỉnh này là rất lớn, mà nếu mà không đảm bảo cái tiêu thụ thì nó dẫn đến là sẽ có tình trạng sẽ bị dư thừa cục bộ ở một số nơi. Xây dựng các chuỗi này để làm sao nó điều hòa được liên hoàn giữa các địa phương, đảm bảo vừa không được tắt hàng nhưng mà đồng thời vừa đảm bảo yêu cầu không bị thiếu hàng. Vì hiện nay chúng ta đang có dịch và có những cái diễn biến có thể nói là phức tạp, cho nên là theo chúng tôi thì bước một là chúng ta nên tập trung vào việc mở ra một số các cái địa điểm, một số các cái trung tâm ở ngay tại các cái chợ đầu mối để là cái nơi trung chuyển hàng hóa vào các cái nơi mà chúng ta sẽ chuyển hàng hóa đến, và như vậy nó giảm tải cho các cái trung tâm thương mại và các cái siêu thị. Thì qua cái khảo sát thực tế thì chúng tôi thấy rằng là cả ba nơi đấy là chợ Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức thì đều có những cái địa điểm để đáp ứng được cái nhu cầu này. Các chợ đầu mối cũng đã có những công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng để sớm đưa các điểm trung chuyển đi vào hoạt động. Theo đó, an toàn phòng dịch là điều quan trọng nhất. Các điểm tập kết đều ở ngoài trời với số lượng thương nhân giới hạn. Tất cả đều được xét nghiệm COVID-19 3 ngày một lần. Bên cạnh đó, cần ưu tiên bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời cho người lao động ngay tại chợ. Các chợ cũng cần bố trí lực lượng trực kiểm tra chặt chẽ người ra vào điểm tập kết. Phương án xây dựng là chỉ dành cho 20 thương nhân, những người có đủ điều kiện là có đảm bảo được nguồn hàng và có cái lượng khách hàng phân phối tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để nhằm là đảm bảo cái nguồn hàng cung cấp cho bà con thành phố. Thương nhân sẽ thông báo trước cho Bình Điền sản lượng khoảng bao nhiêu để chuẩn bị địa điểm và thời gian phù hợp, đầy đủ lực lượng để mình kiểm tra hết tất cả khi mà chợ thực hiện cái chỗ trạm trung chuyển này, cũng như lực lượng bảo vệ đó thì kiểm tra hết xe tài xế vào, phải kiểm tra giấy âm tính, giấy phép âm tính. Nè, những cái người mua bán tại đây, kể cả lực lượng là của họ, là phụ việc của họ đó, là cũng phải kiểm tra toàn bộ là có giấy phép âm tính mới cho hoạt động tại đây. Có thể thấy trong bối cảnh chuỗi lưu thông hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đang gặp áp lực,
việc xem xét tổ chức các điểm trung chuyển hàng hóa là cần thiết. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc kiểm soát phòng dịch tại các địa điểm này sẽ là giải pháp được ngành y tế đặt lên hàng đầu. Thưa quý vị, số chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị đóng vì có ca nhiễm COVID-19 vào chợ càng ngày càng tăng. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giảm quy mô chợ còn 30% và hoạt động theo ngày chẵn lẻ. Theo đó thì các chợ truyền thống chỉ được phép hoạt động theo mô hình mới có quy định nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không gian mở, thoáng, có màng ngăn giữa người mua và người bán, khuyến khích bán hàng vào túi sẵn, thực hiện nghiêm lệnh giãn cách. Chỉ được phép kinh doanh lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và quy mô giảm còn khoảng 30%. Các hộ kinh doanh hoạt động luân phiên theo ngày chẵn lẻ để giảm tối đa lượng người tương tác. Phát thẻ đi chợ cho người dân 2 đến 3 ngày mỗi lần. Mỗi hộ được phát từ 10 đến 15 thẻ trong 30 ngày. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động của các chợ truyền thống cũng đã được Sở đề cập, như là cài đặt app đặt lịch đi chợ đã được thí điểm tại vài khu vực chợ của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. vtcnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, vtcnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02444501365. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.